Một người mà yêu thích về tâm linh, tín ngưỡng, thờ cúng, tôn giáo luôn luôn sẽ sở hữu một bàn tay có đường tâm đạo rất đậm và rõ nét. Đường tâm đạo càng đậm, càng rõ nét bao nhiêu sẽ là người sống tình cảm chân thật bấy nhiêu. Và một dấu hiệu nữa cũng khẳng định rõ ràng là chủ nhân bàn tay đó sẽ là người rất tín ngưỡng, sẽ sở hữu dấu X giữa lòng bàn tay. Và mẫu bàn tay mình muốn giới thiệu với mọi người ngày hôm nay đây là một mẫu bàn tay của một nam giới sinh năm 1982 tuổi Nhâm Tuất. Mẫu bàn tay này được đánh giá là cuộc đời khá nhiều chông gai nhưng về hậu vận lại được tươi tốt. Sau đây mình sẽ đi phân tích từng đường chỉ để cho mọi người cùng nắm bắt rõ và căn cứ những cái dấu hiệu mình chia sẻ trên đây để nhìn vào những cái ví dụ này có thể tự xem cho chính bản thân mình. Mẫu bàn tay này mình sẽ đi phân tích bàn tay phải. Lý do bởi vì bàn tay phải có các đường chỉ rõ nét, đậm và chi tiết nhất. Ta sẽ nói được kỹ lưỡng về cái mẫu bàn tay này. Trước tiên ta sẽ đi tìm hiểu về tính cách của con người này. Tính cách ta có thể thông qua đó là da tay, các kẽ hở và đường chỉ tâm đạo. Thứ nhất đó là đường chỉ tâm đạo. Đường chỉ tâm đạo của người này đậm, rõ nét, rất ít vết cắt, thể hiện là người có tâm tốt, luôn luôn sống hy sinh vì người khác, làm bất cứ chuyện gì luôn luôn nghĩ cái lợi ích của đối phương trước khi nghĩ tới bản thân. Nếu ai mà sở hữu đường chỉ tâm đạo đậm rõ nét như này, thực sự là một điều quý báu. Khi chúng ta chọn bạn đời, ý trung nhân hoặc bạn thân thiết tri kỷ, thì mình khuyên các bạn hãy nên chọn những người nào mà sở hữu đường chỉ tâm đạo đậm rõ nét và ít vết cắt. Họ là người có tâm thật sự là trong sáng. Và một điều phản ánh nữa về tính cách của mẫu bàn tay này đó là xuất hiện nhiều kẽ hở trên lòng bàn tay. Chắc nhiều bạn cũng thắc mắc hỏi là những cái video trước mình thường chia sẻ là các kẽ hở là đều là dấu hiệu thất thoát tiền của thôi, chứ hình như là chưa bao giờ nói đến về vấn đề tính cách thông qua các kẽ hở này. Nhưng có một cái điều liên hệ rất lớn, những người đàn ông nào mà sở hữu rất nhiều kẽ hở trên lòng bàn tay sẽ là người có tính rất cả nể anh em bạn bè. Ra đường họ luôn luôn tôn trọng anh em bạn bè, cả nể với người ngoài rất nhiều. Chính vì thế dễ bị anh em bạn bè xã hội lợi dụng lúc nào không hay. Và cũng là một cái dấu hiệu thất thoát tiền của đây. Vì thế mẫu bàn tay này được đánh giá là mẫu bàn tay có tính cả nể. Chính vì vậy dễ bị người khác lợi dụng lừa gạt, nhất là anh em bạn bè ngoài xã hội. Mẫu bàn tay này sẽ không giữ được tiền. Nếu mà có kết hôn thì để cho vợ giữ tiền mới chắc chắn được. Cái tay nhiều kẽ hở như này sẽ không thể nào giữ được tiền của. Khi cầm đồng tiền trong tay sẽ có tính hào sảng, hào phóng, vung tay quá chán rồi sẽ chả giữ được đồng nào cả. Đó sẽ là khái niệm cụ thể của người sở hữu dấu hiệu kẽ hở trên lòng bàn tay. Và một dấu hiệu nữa cũng nói rõ về tính cách của người đàn ông này, đó là cái da tay khô, thể hiện là người tính cách thẳng thắn, thật thà, không đâu không phải là sẽ nói thẳng luôn, chứ không có thích vòng vo và không có biết nịnh hót ai bao giờ cả, luôn luôn đi thẳng vào vấn đề và là người thẳng thật. Và một vấn đề ta không thể nào bỏ qua đó là về vấn đề công danh sự nghiệp của mẫu bàn tay này. Công danh sự nghiệp sẽ là cái thứ mà rất nhiều người đặt lịch coi, họ sẽ rất quan trọng và họ thường xuyên hỏi cái vấn đề này đầu tiên. Thì thông qua bàn tay này đây mình cũng sẽ đánh giá cho mọi người một cách cụ thể nhất. Qua cuộc trao đổi với chủ nhân mẫu bàn tay này, chủ nhân mẫu bàn tay có bật mí là hiện tại đang làm công nhân viên chức nhà nước. Thì nhìn vào những cái dấu hiệu trên đây, ta có thể thấy mẫu bàn tay này sau này sẽ có thể thăng tiến và phát triển trên con đường sự nghiệp công danh. Có thể làm cấp lãnh đạo, cấp quản lý trên nhiều người chứ không phải là làm nhân viên mãi. Lý do ở đâu? Đó là căn cứ vào đường chỉ chí đạo. Đường chỉ chí đạo của người này rất đậm, rõ nét, sâu, màu sắc đồng đều từ đầu cho tới cuối, thể hiện là người có đầu óc thông minh, tính toán giỏi, linh hoạt, ăn nói khéo léo, rõ ràng, rành mạch, suy nghĩ có chiều sâu. Vì thế người này có số có thể thăng tiến được và phát triển được lên nữa. Những người nào mà đường chỉ chí đạo quá ngắn đi, hoặc là vừa ngắn lại vừa mờ, hoặc bị xuất hiện rất nhiều vết cắt chồng chéo lên, thì sẽ là người khó có số làm lãnh đạo, khó có thể thăng tiến được, bởi vì trí tuệ của họ có giới hạn, không có thể vượt bậc lên được.
Đường trí tuệ quá xấu sẽ là người thiếu may mắn và cuộc đời hay gặp nhiều chông gai bất hạnh. Mong cầu mưu cầu cái gì cũng đều không được. Nhưng ngược lại, đây là một đường trí đạo rất đẹp của chủ nhân mẫu bàn tay này, đậm từ đầu cho đến trí cuối, rất là rõ nét. Và cái điểm kết thúc của nó là dưới chân gò thái âm, đấy, chạm vị trí này rồi dừng. Thật là một đường trí đạo tốt. Mình xin chấm điểm khoảng được 8 điểm. Và một dấu hiệu nữa trên mẫu bàn tay này cũng phản ánh là cuộc đời người này sẽ làm rất nhiều ngành nghề, làm chân trong chân ngoài, có thể làm công nhân viên chức nhà nước, rồi có thể đầu tư ngoài, kinh doanh ngoài. Bởi vì đường chỉ số phận của người này xuất phát từ cổ tay, nó chạy thẳng hướng lên gần tới đường chỉ trí đạo rồi dừng. Tiếp nữa, nó bắt nguồn một đường nữa từ giữa bàn tay, đâm lên thẳng đường tâm đạo rồi dừng. Đây đều được gọi là đường chỉ số phận. Đấy. Bởi vì nó hướng từ cổ tay, nó hướng thẳng lên gò thổ tinh rồi dừng. Đấy. Người mà sở hữu đường chỉ số phận nó bị cắt làm đôi, chia làm hai hướng như thế này, sẽ là người làm đa ngành đa nghề, làm chân trong chân ngoài, họ có thể thu nhập từ nhiều mảng chứ không chỉ riêng một mảng. Và căn cứ mẫu bàn tay này đây, nó chia làm hai phân nhánh đều hướng lên gò thổ tinh, sẽ là người làm hai ngành nghề một lúc để kiếm tiền, nhất định là sẽ như vậy. Và ta căn cứ vào những cái đường chỉ số phận này cũng rất là rõ nét và rất là đậm, cũng sẽ thể hiện là người thành công trên cả hai phương diện đó. Và cũng có một điều rất nhiều người quan tâm, kể cả già trẻ, lớn bé, gái trai, họ đều quan tâm vấn đề này, đó là về vấn đề sức khỏe. Vậy ta nhìn vào đâu để đoán biết về sức khỏe của chủ nhân mẫu bàn tay đó? Dấu hiệu thứ nhất đó là màu sắc da tay. Xem màu sắc da tay nó có tươi sáng hay không, nó có nhuận hồng hay không. Thì mẫu bàn tay này đây, màu sắc hồng hào, tươi sáng, không bị ám đen. Và ta có thể căn cứ vào trên gò kim tinh, đấy, vị trí mình khoanh tròn. Kim tinh sẽ chủ về tình cảm, sẽ chủ về sức khỏe, sẽ chủ về cuộc sống nó ra sao. Và gò kim tinh của chủ nhân mẫu bàn tay này nổi cao, đầy đặn, màu sắc hồng hào, tươi nhuận, cũng thể hiện là người có sức khỏe tốt, khí huyết tốt, ít đau ốm bệnh tật. Gò kim tinh này càng nở cao bao nhiêu sẽ là người ưa hoạt động thể chất, thể thao nhiều bấy nhiêu, chứ không bao giờ chịu ngồi yên hoặc ngồi ì một chỗ cả. Và cũng có một cái đường chỉ tay thể hiện rõ về vấn đề sức khỏe của chủ nhân mẫu bàn tay này, đó là đường chỉ sinh đạo. Đường chỉ sinh đạo của mẫu bàn tay này đậm và ít vết cắt, gần như là không có một cái vết cắt nào cả. Tuy vị trí này nó hơi mờ, nhưng mà cũng không đáng lo. Nhìn tổng quan, mẫu bàn tay này được đánh giá là người có sức khỏe tốt, thể chất rất tốt, thích hoạt động thể thao, thích lao động, thích làm việc và ít đau ốm bệnh tật. Đây là một điều rất may mắn cho chủ nhân mẫu bàn tay này. Và mình sẽ đề cập tới một cái vấn đề rất quan trọng. Hầu hết bạn nào đặt lịch coi cũng hỏi vấn đề này, đó là chuyện hôn nhân gia đình. Ra sao? Vợ chồng chung sống có trọn vẹn hay không? Rồi hôn nhân có xảy ra trục trặc hoặc là tan vỡ hay không? Nó vào giai đoạn nào? Thì ta có thể căn cứ qua hai đường chỉ chính, đó là đường chỉ tâm đạo. Đấy, thể hiện tâm tư, tình cảm, cũng phản ánh về hôn nhân. Và đường chỉ thứ hai đó là đường chỉ hôn nhân, vị trí mình khoanh tròn. Căn cứ vào mẫu bàn tay này thì ta thấy đường chỉ hôn nhân mờ, không thấy đâu, thể hiện là người ít sâu sắc, ít lãng mạn, dành ít thời gian để quan tâm tới vợ con. Chính vì thế mẫu bàn tay này sẽ xảy ra nhiều xung khắc và bất đồng với chính người vợ của họ. Nhưng khi ta nhìn đường tâm đạo thì ta thấy đường chỉ tâm đạo không có một vết cắt, không có một cù lao nào và không có những đường chỉ hỗn loạn đâm ngang đâm dọc vào, thì sẽ thể hiện là người có cuộc sống hôn nhân chung sống tới đầu bạc răng long và không xảy ra chuyện mâu thuẫn dẫn tới chia tay hoặc là đổ vỡ, bởi vì có đường chỉ tâm đạo rất đẹp như là một vị cứu cánh. Nhưng mà nếu để cho cuộc sống thực sự được tốt đẹp hơn, hanh thông hơn, nếu chủ nhân của mẫu bàn tay này có theo dõi được cái video này, hãy cố gắng thay đổi bản thân lại. Hãy biết quan tâm tới vợ, tới con, dành nhiều thời gian để quan tâm tới những người thân của mình, nhất là với vợ, để cho cuộc sống hôn nhân nó được trọn vẹn hơn, nó được đầm ấm hơn. Người phụ nữ nào cũng cần sự quan tâm và lắng nghe, thấu hiểu, chứ không phải là
Người đàn ông suốt ngày chỉ có chăm chăm vào công việc, cứ cày tiền, kiếm tiền cho vợ mà đã là trọn vẹn đâu nhé. Chúng ta phải biết cân bằng mọi thứ. Cân bằng thời gian để làm việc, cân bằng thời gian để dành cho gia đình, yêu thương con cái, tình cảm, hôn nhân. Dành thời gian để nghỉ ngơi, sinh hoạt, sức khỏe. Nếu ta cân bằng được mấy cái vấn đề này thì chắc hẳn cuộc đời chúng ta sẽ bớt đi sự nhọc nhằn, khó khăn, vất vả. Và ta quay lại vấn đề, bàn về vấn đề tiền bạc. Thì mẫu bàn tay này mình cũng nói rồi, kẽ hở xuất hiện rất nhiều. Chính vì thế sẽ không giữ được tiền. Đấy, khuyên chủ nhân của mẫu bàn tay này lên để tiền cho vợ giữ thì sẽ chắc chắn hơn. Bởi vì tính cách hơi cả nể. Đấy, đây là một cái tính xấu. Nếu mà không biết thay đổi thì sau này sẽ hao hụt tiền bạc rất nhiều, giúp bạn bè trước sau xong hồi không có lấy lại được. Và những người mà sở hữu cái kẽ hở trên lòng bàn tay quá nhiều như này, chơi với bạn khoảng 80-90% đều là bạn xấu, hiếm mà có bạn tốt lắm. Đây là theo cái kinh nghiệm bản thân của mình. Và ta căn cứ trên đường chỉ sinh đạo, từ cái điểm này đấy, ta thấy có hai đường chỉ hướng lên, một đường chỉ hướng lên này, hai đường chỉ hướng lên này. Đây sẽ là cái thời điểm đỉnh cao sự nghiệp của mỗi bàn tay này. Đấy, sự nghiệp bắt đầu từ ngoài 50 tuổi đổ ra là kinh tế đầy đủ này, nhà cửa ổn định này, tài chính không phải quá lo lắng này, và công danh lúc đó sẽ thăng tiến một cách tột bậc. Đỉnh cao nhất của sự nghiệp sẽ là rơi tầm 50 tuổi. Lúc đó tiền của mọi thứ sẽ được sung túc đầy đủ hết, không quá phải lo lắng, không quá phải chật vật về cơm ăn áo mặc nữa. Cuộc đời của chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ được thảnh thơi từ ngoài 50. Và quan trọng nhất đó là tuổi thọ. Mọi người cũng hay hỏi là tuổi thọ tôi có sống lâu được hay không. Thì ta có thể căn cứ trên đường chỉ sinh đạo. Đường chỉ sinh đạo của mẫu bàn tay này thì khá dài rồi, rất là rõ và rất là dài. Kèm theo nữa, cổ tay của người này sở hữu khoảng 3-4 ngấn. 1, 2, 3 này. Mình nhìn khoảng 3 ngấn. Sẽ là người có tuổi thọ ít nhất phải tới 75 tuổi. Nếu tu nhân tích đức hành thiện thì đường thọ có thể cao hơn nữa. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hy vọng những điều mình vừa chia sẻ đến cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người một cái trải nghiệm vô cùng mới mẻ, lý thú về cái môn xem chỉ tay nhân tướng học này. Bạn nào thấy video thật hay, hữu ích, hãy nhấn cho mình một nút đăng ký để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.